Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ điện tử, đèn chiếu sáng trên đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị cháy rụi hư hỏng. Theo thông tin ban đầu, thì cửa hàng kinh doanh đồ điện trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người dân hô hoán tháo chạy. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Phú điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Hơn 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân 3 người trong gia đình tử vong tại phòng trọ ở phường Bình Thuận. Nguyên nhân ban đầu nghi do ngạt khí. Trước đó thì người thân của gia đình này đến phòng trọ gõ cửa nhiều lần nhưng không nghe tiếng trả lời, nghi có điều chẳng lành, người này nhờ người dân trong khu trọ phá cửa kiểm tra thì phát hiện trong căn phòng có hai vợ chồng và con gái khoảng 2 tuổi nằm bất động trên nệm đã tử vong. Trong căn phòng thì có một bếp ga mini và một nồi bắp cháy đen. Được biết, vợ chồng nạn nhân ngày thường đi làm đóng cửa nên ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, họ cũng không cãi vã hay có điều gì bất thường. Công an đã thu giữ nhiều vật dụng liên quan để phục vụ điều tra. Ngày 10 tháng 11, Công an thành phố Phan Thiết đã cho biết truy bắt được nhóm đối tượng chặn đánh nam sinh lớp 11 làm nứt hộp sọ, nguy kịch. Ba đối tượng được xác định là Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 2008, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Tân, cùng sinh năm 2006, trú tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Ngoài ra, công an còn xác định có một đối tượng tên Hòa, chưa rõ nhân thân lai lịch và cũng có liên quan. Theo điều tra ban đầu, sự việc do mâu thuẫn phát sinh giữa người thân của nạn nhân với người thân của nhóm thiếu niên nói trên tại một sân bóng đá mini trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Trước đó, vào 16 giờ 40 phút ngày 9 tháng 11, khi nạn nhân đang di chuyển trên đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng chặn đánh, dùng hung khí chém gây thương tích nặng, bị đứt hộp sọ, đứt gân chân trái, đùi phải và được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện. Hiện Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Phan Thiết hiện tạm giữ các đối tượng để điều tra vụ việc. 13 bị can đã bị bắt về tội vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng và một bị can bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án xảy ra tại huyện U Minh Thượng. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện U Minh Thượng giai đoạn 2. Qua điều tra, công an xác định những người trên lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán sai quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền là gần 4,3 tỷ đồng. Việc xử lý kỹ thuật công trình tường kè giai đoạn 1 và hội trường Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng sai quy định, tự ý chuyển hình thức đấu thầu, hai gói thầu mua sắm và phê duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công của công trình không đảm bảo an toàn chịu lực, gây tổng thiệt hại cho ngân sách 11,9 tỷ đồng. Mười bốn đối tượng với hành vi gây rối trật tự công cộng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố để xử lý nghiêm trước pháp luật. Từ cuối tháng 8 năm 2023, công an huyện Phú Yên nhận thông tin phản ánh của người dân về việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, quay video kích động, gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng hoạt động trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Phú Yên và các xã lân cận vào khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Đặc biệt, nhóm này thường chọn đoạn đường có lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đang tuần tra kiểm soát để khiêu khích, thách thức lực lượng chức năng. Công an huyện Phú Yên đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vụ việc, triệu tập các đối tượng có liên quan, quyết định khởi tố đối với 14 đối tượng có tuổi đời từ 16 đến 19 tuổi về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ. Thưa quý vị, để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường cũng như góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến đối tượng này. Tại cổng trường Trung học phổ thông Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, sau khi hết giờ buổi sáng, lực lượng chức năng đã phát hiện học sinh điều khiển phương tiện vi phạm luật an toàn giao thông như thế này. Có mũ bảo hiểm nhưng không đội. Sau này mình lại không đội nữa. Cháu thì mới lên lớp 10 nên là đầu năm lớp 10 thì cháu mới bắt đầu đi xe máy đi học.
thì hôm nay là cũng muộn rồi nên là cháu đi bộ nên cháu cũng không được mua. Hoặc như học sinh này, em đi học bằng xe quá 50 phân khối, mức mà lứa tuổi các em chưa được điều khiển. Cháu có nhận thức được mình có được điều khiển xe với phân khối như này không? Cháu nghe cô bảo. Xe này của ai, có giấy tờ không? Của mẹ cháu, đâu không nhớ. Hả? Ông không nhớ có giấy tờ. Bố mẹ có giao xe cho đi à? Bố mẹ bảo đi ạ. Mặc dù các cơ quan chức năng và trường học đã tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, phổ biến đến phụ huynh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, nhưng thực tế còn học sinh vi phạm. Qua tìm hiểu thì chúng tôi cũng được biết là khiến nhất là nguyên nhân là gia đình. Hiện nay là rất nhiều bố mẹ là cũng chưa hiểu rõ về cái trách nhiệm của mình đối với con cái khi mà giao xe cho con. Cái thứ hai là tình trạng nuông chiều con. Khi mà con xin đi xe thì bố mẹ cũng vẫn cho phép, và có thể là do những cái công việc bận rộn thì bố mẹ cũng chưa quan tâm nhiều tới con. Chúng tôi cũng đưa ra cũng rất là nhiều biện pháp để thứ nhất là phối hợp với nhà trường và phối hợp với phụ huynh để làm sao là giáo dục các con, để các con có nhận thức tốt hơn. Với một số học sinh có hành vi chống đối, cố tình đi xe quá phân khối, các em đã gửi xe ngoài trường học. Lực lượng chức năng đã kiểm tra tại một điểm trông xe. Bây giờ là nó cứ rẽ vào đây là mình nhận thôi. Bệnh tình các cháu, một vài cháu nó quen đây cũng có phải vẽ rồi gì đâu. Mình cũng không biết cái việc đấy cả. Thì nghĩ nó lớn, lớp 12, thứ nó lớn, tướng thì ai biết đâu ạ. Khi thấy có bóng dáng lực lượng chức năng, một số điểm trông xe đã đóng cửa. Các em đã không lấy phương tiện của mình. Và khi phóng viên hỏi, các em vô tư trả lời. Các bạn này đi xe gì đi học không? Con đang đợi xe trái phép. Xe trái phép không? Xe trái phép là xe gì? Chưa đủ tuổi đi ấy ạ. Tháng 9 và tháng 10, chúng tôi đã xử lý trên 2.000 trường hợp là học sinh, rồi là người vi phạm giao thông không đúng mũ bảo hiểm, và xử lý rất nhiều các trường hợp cha mẹ học sinh là giao xe cho con chưa đủ tuổi, đủ điều kiện tham gia giao thông. Tôi đánh giá đây là cái sự luông chiều của gia đình đối với các cháu mà chưa thực sự quan tâm đến cái tính mạng, sức khỏe của các cháu và chưa thực sự chấp hành pháp luật và hướng dẫn con cháu thực hiện đúng quy định pháp luật. Theo các chuyên gia, giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông là sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Thế nhưng, sự sát sao, giáo dục từ phía gia đình mới chính là cách bảo vệ tốt nhất cho các em. Đối tượng Bùi Công Hải, 34 tuổi, quê tại tỉnh Bình Thuận, đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán của tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, trên tuyến quốc lộ 20 đoạn km 48 200 tiến hành kiểm tra xe ô tô do Bùi Công Hải điều khiển di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Tổ công tác đã thu giữ hai túi chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một túi chứa 8 viên nén màu xanh nghi ma túy. Qua test nhanh phát hiện Hải dương tính với chất ma túy. Hải khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng, dần thì bị bắt. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết vừa hoàn toàn tất bàn giao đối tượng có lệnh truy nã Vũ Thị Thu Hà, sinh năm 2002, trú tại đường phố Cấm, quận Ngô Quyền, cho công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra xử lý. Khi đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ của Lào, Hà bị lực lượng chức năng Lào phát hiện. Đồn công an cửa khẩu quốc tế Desavan, tỉnh Savannakhet, Lào đã bàn giao đối tượng cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Quá trình điều tra xác minh và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống, đồn biên phòng phát hiện đối tượng Hà đang có quyết định truy nã của công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bàn giao cho công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.